Chào tất cả anh em. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em sửa cái máy câu Zolo của cái hãng Zolo. Khi mà cái máy câu nó sẽ không kêu. Anh em có thể tự làm theo. Cái này rất chi là đơn giản, nó không có gì khó khăn cả. Rồi ok. Đây anh em thấy này, tôi trước hết thì tôi sẽ nói qua anh em sơ qua một chút. Đây cũng là máy Zolo, đây cũng là máy Zolo, đều là 4.000 cả. Đây là cái máy mới mua này. Này mua hộ thôi. Đây là một cái máy cũ của tôi. Anh em nhìn này. Máy hoàn toàn không có bất cứ một tiếng kêu gì cả. Đúng không? Đấy, cái máy câu hoàn toàn không có tiếng kêu gì cả. Tuy nhiên có một số bạn thì thích cái kiểu này. Tôi thì đặc biệt là tôi không bao giờ tôi thích cái câu mà máy nó không kêu cả. Đấy, ok. Máy mới. Đấy, đây là cái máy mới. Anh em thấy kêu rất chi là đã tai. Quan điểm của tôi thì tôi cứ thích máy kêu, dòng cá nó mới sướng. Đấy, đây là cái máy mới này. Mà cho cước vào đôi thì nó kêu đến cái mức độ như nào thì các bạn biết. Đúng không? Ở đây cái vấn đề máy này không kêu. Nó rất chi là đơn giản thôi. Là do các anh em bị gãy cái nẫy. Cái nẫy đây thì thường người ta làm bằng thép già. Nên là rất chi là dễ gãy ở cái riêng cái dòng máy Zolo này. Nên anh em đừng hỏi sang cái dòng máy khác. Tôi cũng xin phép bởi vì cái dòng máy khác thì tôi không có dùng qua. Đấy, ở đây thì nó có cái lẫy, nó đã bị gãy cái lẫy này rồi. Đây anh em trông thấy này. Cái lẫy này nó đã bị gãy, bây giờ tôi sẽ tháo ra. Đấy. Cái nơi sắt này nó bị gãy này. Đây là cái máy câu. Khi mà cái nẫy nó không bị gãy thì nó sẽ chạm vào đây. Nó chạm vào cái bánh răng này nó sẽ gây ra tiếng kêu reng reng. Người ta rất chi là khoái nghe mỗi khi dòng cá. Đây. Máy này nó kêu. Kêu đơn giản thôi, bởi vì cái nẫy máy mới, nẫy nó chưa gãy. Nhưng mà cái dòng này chắc chắn thì sẽ có lúc gãy thôi. Đây anh em nhìn cái nẫy của nó này. Đấy. Cái nẫy này là nó ra gần giống cái hình cái chìa khóa. Ok. Đây tôi sẽ hướng dẫn anh em tạo cái nẫy mới cho một cái máy câu mà đã bị hỏng mất nẫy và nó không kêu được. Tôi tin rằng cái bài này sẽ rất chi là bổ ích cho rất nhiều anh em. Ok, đây là máy câu mới, không nói chuyện làm gì. Ta quay sang cái vấn đề làm cái nẫy cho cái này. Đây là cái kích thước của tôi đề ra cho các bạn. Trước tiên các bạn nên phác thảo cho tôi một cái. Đầu tiên là các bạn sẽ lấy một miếng tôn này. Miếng tôn mỏng, có thể là anh em lấy ở bò ống bò sữa cũng được. Đập đẹp ra đít bò sữa, đít ống bò sữa. Đây anh em sẽ cắt cho tôi một cái như thế này, nó giống như cái hình chìa khóa ăn trộm ấy. Chiều dài từ đây đến đây là 1,5 cm, bề rộng anh em chia đôi ra đây là 0,5 cm, bên này cũng là 0,5, có nghĩa là tất tổng cái này là 1,5 cm. Độ dài của nó từ đây đến đây là độ dài đây là 1,5 cm, ở từ đây ra đến đây rộng, bề rộng là 1 cm, chiều dài từ đây ra đến đây. Chứ lại tôi quên, tôi không 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 ghi cái chiều dài này này, tôi nhớ lại xem là chiều dài của nó là bao nhiêu. Chiều dài của nó là chiều
chiều dài của nó là 3, 3,7 cm. Đây, chiều dài từ đây đến đây là 3,7 cm. Ở cái đầu này anh em cắt cho tôi dài từ đây đến đây là 0,7 cm. Bên này là 1 cm nhá. Cái này là ngắn hơn, cái này là 0,7 cm, 0,7 cm này. Ok. Bề rộng. Còn cái này là 0,4 cm, 0,4 hoặc 0,5 gì đấy. 0,4. Tôi cắt là 0,4 cm ha. Đây bây giờ thì mô hình vào đây tôi sẽ vẽ vào đây. Cắt cho anh em xem. 1,5 cm. Tôi sẽ lấy con dao dọc giấy tôi vẽ chút tôi cắt. Rộng này. Cắt bằng cái này đi đã. Còn lấy đây là một đường thẳng. Ok. Ở đây ta có cái mặt lưng đây đi. Cắt vuông góc lên đây một chút nữa. Đây là cái lẫy bị gãy này. Ta làm một cái lẫy thì nó sẽ không được đẹp như của nhà sản xuất, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ kêu. Thậm chí phụ thuộc vào tôn, nó sẽ kêu to hơn và tiếng kêu nó sẽ đanh hơn. Tùy thuộc vào chất liệu các bạn làm nữa. Ok. Chiều dài từ đáy lên lên trên 1,5 cm. Ok, 1,5. Đo đầu này đến 1,5. Rồi, ta cắt thẳng luôn. Đấy, có nghĩa là ta có một miếng sắt 1,5 cm. Miếng tôn mỏng. Ok. Giờ ta cắt hụt vào. Cắt hụt vào trong này 1,1 cm. Rộng 1,5 cm. Ở đây là dài 1,5 cm được này. 1,5. Đấy, dài từ đây đến đây, chiều dài đây. 1,5 cm. Anh em đo sâu xuống cho tôi. 1,1 cm. Vẽ luôn cái hình cái khóa đây luôn đi. 1,1 cm. Có thể cắt xấu xấu một tí cũng được, không vấn đề gì, vào sao miễn sao nó kêu nó được. 1,1 cm. Đấy, có nghĩa là cái bề mỏng này nó chỉ còn 4 ly thôi đấy, 4 đến 5 ly, 4 ly thôi. Anh em đo từ tất cả cái này dài 3,7 cm. Đây là tôi hướng dẫn, tôi làm chậm cho anh em. Thế còn thực tế nếu mà có thì nó làm rất chi là nhanh thôi, nó không đến mức lâu la con cá hàm kê như này đâu. 3,7 cm. Đó, 3,7 cm. Bề rộng 0,7 cm. Cắt thẳng đây đã. Rồi đo đây để cắt thẳng. Ok. 3,7 cm này. Đấy, cái này 3,7 cm. Rồi, bây giờ chiều đáy từ đây lên 0,7 cm.
Rồi, ok. Giờ anh em ta sẽ cắt. Anh em biết cái chiều cắt này nữa, anh em bớt lại khoảng tôi 0,3 cm ở đây, sau đó cắt hết cái đường này đi, giống như kiểu cái hình chìa khóa đấy, gần tương tự như thế, khéo tay không có cắt anh sụp một cái nó xuyên sang bên kia. Tôi cũng không khéo tay cho lắm bởi vì tay tôi là đấy. Anh em lấy cái kìm, lấy cái gì đây, bẻ lật cái này ra, anh em cắt đi giúp tôi. Đó, nó hơi mất thời gian một chút nhưng mà anh em cố gắng, bởi vì xong cái vụ này là ta có thể cái máy câu là không kêu thì ta có thể sửa được. Ok. Đấy anh em thấy không? Ôi, nóng quá. Đấy, bây giờ thì có thể cắt tỉa lại cho nó đẹp một chút. Tôi sẽ cắt tỉa lại. Lấy kéo nhỏ tôi cắt. Đây, bây giờ anh em cái đầu này thì anh em không cắt, tí có thể tỉa một chút thôi hoặc là tốt nhất là giữ nguyên, tí anh em sợ nó sắc quá thì lấy rũa rũa đi. Đây, tôi tỉa lại khung này cho nó một chút này cho nó đẹp này. Ok, anh em lên kiếm một cái cứng hơn một chút nhé, được cái đít đít ống bơ ấy nó tốt đấy, lấy rũa này, rũa đi, rũa cho nó đỡ sắc. Ok, cái bè này khả năng còn hơi dài một chút. Chưa đúng kích cỡ, dạ 1 cm thì một dài thế này. Ở đấy, cái này 1 cm, 1,4 cm rồi, hèn nào dài thế. Để cắt bớt đi một chút, cắt đi thêm một chút nữa. Vẫn thừa 1 cm. Ok, chắc chắn nó được rồi, phải cần đo. Ok, như vậy là anh em như này là ta đã hoàn thành được 90% rồi, 80% rồi. Anh em sẽ lấy cái kìm này, cái đường lúc nãy ta kẻ à, anh em bẻ gập lên cho tôi. Chính xác. Đó. Anh em bẻ lên như thế này. Sắp xếp cho nó bằng một chút cho nó đẹp. Đấy. Bây giờ cái lẫy gãy này anh em bỏ vào đây. Đục cho tôi hai cái lỗ vào đây. Tôi sẽ đánh dấu đây, bây giờ tôi sẽ không thể đục vào bàn này được, tôi sẽ ra sân tôi đục.
một lỗ, hai lỗ, xem nào. Ok, bây giờ tôi ra tôi sẽ đục hai cái lỗ vào đây. Toát cả mồ hôi. Đây anh em, đục hai cái lỗ rồi, hai cái lỗ này mục đích để vít ốc vào. Thật chỉ là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Đấy, khít 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 này. Đấy, anh em căn cho nó chuẩn. Cái mặt này anh em sẽ lấy kẹp kìm kẹp vào đây và lấy rũa rũa đi. Ok. Ok. Đến đây thì ta đã hoàn thành được 90%, chắc chắn là 90% rồi. Rồi ta chỉ cần lắp vào nữa thôi. Đấy. Anh em này. Giữ tay ở đây. Tôi cũng không biết là bao nhiêu hồi nhỉ, tôi 1,5 cm. Anh em bẻ cong xuống giúp tôi một chút. Ok. Như vậy là đã xong một cái khóa, nhìn nó khá thô. Thế nhưng bây giờ tôi sẽ lắp vào cho anh em xem. Nhìn nó hơi thô một chút thôi so với cả nhà sản xuất, nhìn nó hơi xấu xí tại vì là cái này là tự làm ốc đâu hết rồi không biết. Nó khủng khoảng, kệ anh em cứ vít ốc vào đó, và đây tôi sẽ hướng dẫn anh em chỉnh cái này sau. Là ngày mai lại đi câu, lại có cái câu lăng xê không cần chuông để cho máy nó kéo rong 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 như trong cái clip của tôi, mấy cái clip tôi câu đấy. Thì hy vọng rằng cái video này sẽ bổ ích cho anh em. Rất đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Tất nhiên là mấy anh em có điều kiện thì cứ ra thẳng quán mua cái máy mới cho nó lành. Nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện cả.
Đấy, anh em lấy cái đinh hoặc cái gì đấy đục thế là ok. Giờ này tôi vặn này. Tôi đóng nó chưa được chính xác cho lắm thế là vặn. Ok, thế này là ok rồi. Giờ vào đây chỉ được việc điều chỉnh nữa thôi. Đấy, anh em vặn chắc vào. Có một cái để thay thế, máy kêu rong rong. Ok. Đây. Cái gen này khi mà cái móc khóa này nó chạm vào thì nó sẽ kêu. Ở đây thì nó đang ở bên tít bên này. Bây giờ ta sẽ lấy, anh em sẽ lấy cái kìm hoặc tay cũng được, uốn cho cái móc khóa này chạm sát đến cái mép này. Ok. Đấy, ok. Bây giờ ta sẽ thử nhá, nếu mà không kêu ta sẽ chỉnh lại cho bằng kêu thôi, chắc chắn là rồi sẽ phải kêu. Đấy, anh em thấy chưa? Thậm chí nó còn kêu đanh hơn cả cái máy mới luôn. Có thể là như vậy đấy. Đây tôi sẽ thử cho anh em này. Đây còn cái máy mới tiếng kêu nó sẽ khác bởi vì của nhà sản xuất. Đấy. Máy mới kêu nhỏ hơn. Máy sửa rồi này. Máy mới này. Đấy. Nếu mà anh em mà không muốn nó kêu to, anh em chỉ việc nới cái này ra một chút, ấn ngược vào trong một tí thì nó sẽ không kêu to, nó sẽ kêu nhỏ thế thôi. Rất chi là đơn giản. Tôi hy vọng sau cái clip này thì có những cái bạn mà thích câu những cái máy câu mà nó kêu như tôi thì sẽ có những cái máy không bị lãng phí, ví dụ câu dòng Zolo như này thì sẽ không không có chuyện anh em câu rồi bỏ cái máy đi, bởi vì cái dòng này có mỗi hỏng cái nãy này thôi, mà cái nãy mà trong khi đấy mình tự chế ra được thì máy câu nó quá quá chi là ngon rồi. Đây và tôi sẽ lắp hoàn thiện vào. Ok. Rồi, đấy nhá. Rồi tôi sẽ cho cái dây này ra. Giả thiết cá kéo máy, đây nhá. Đấy nhá. Đây, lấy máy lỏng ra một chút. Anh em nghe này. Đây. Đây là khi cá kéo máy nó sẽ thế này. Đấy, thêm một phát nữa này, thêm một phát nữa nghe cho sướng này. Đấy, thậm chí tôi thấy nó còn kêu còn đanh hơn cả cái máy mới luôn. Đấy, này. Cái kêu liên tục nó sẽ như này. À, nếu còn cái máy mà tôi sửa lại khóa nó sẽ kêu như thế này. Đấy anh em không cần lãng phí bất cứ một cái máy câu Zolo nào cả. À. Trừ khi nó hỏng mấy cái chốt ở trong này thì thôi. Hỏng mấy cái nẫy khóa này. Hỏng cái này. Hỏng trong đây chịu, thế còn thường thường cái máy này nó chỉ lỗi mỗi cái này thôi. Rồi anh em cố gắng khắc phục. Để tôi biết cái gì thì tôi chỉ cái đó thôi. Đấy. Máy kêu rất đã tai này. Mới đầu thì không kêu. Đấy, mới đầu thì không kêu, bây giờ kêu này. Tôi thề mấy anh em mà cái này mà con cá khoảng 3 cân mà nó mà lôi thì anh em để nghe thì chắc là ngất. Quá sướng luôn. Đấy, ok. Chúc anh em có những cái máy câu tuyệt vời. Đây, à còn về cái máy câu này. Lâu ngày sau thời gian nó lâu sử dụng, anh em nếu mà muốn máy nó trơn tru hơn. Đây anh em có thể tháo ra. Cho một ít dầu máy khâu vào đây. Ít thôi. Anh em đừng cho quá nhiều, cho ít dầu máy khâu vào đây. Thế là máy nó sẽ trơn lại. Thế thôi. Đây cái khóa này nhìn rất chi là thô này. Anh em nhìn thấy không? Nó rất chi là thô mà nó xấu, nhưng mà xấu hay đẹp nó không quan trọng. Quan trọng là nó dùng được. Đây, tôi sẽ cho anh em so sánh này.
Đây là cái khóa của nhà sản xuất, nhìn nó rất chi là đẹp đúng không? Đây, khóa nhà sản xuất nó rất chi là đẹp, nó đẹp long lanh luôn. Đây, khóa nhà sản xuất này, khóa nhà sản xuất này, khóa tự làm này. Đấy, nó hơi xấu xí một tí thôi. Nếu mà sắt non thì tiếng kêu nó sẽ không đanh mấy. Và nó có cái ưu điểm là lâu gãy, sắt già thì nó kêu rất chi là đanh, ưu điểm là nhanh gãy, thế thôi. Ok, chúc anh em có những máy câu tuyệt vời nhé. Chào tạm biệt anh em. Hy vọng sẽ gặp lại anh em ở những cái clip khác hay và bổ ích hơn. Ok.